Đớm hay là fan của Đan Trường gì cũng được, ai ca hay thì nghe thôi. Con này nó dễ ăn dễ nuôi cực kỳ luôn, chó gì cũng được. Còn đi vô phòng khế nè, để thử coi mấy con mèo con này nó có ăn được giống đớm không nha. Chà, đại ca có vẻ chịu ăn dữ ha, mà nhìn cái mặt con đại ca cũng giống con anh của con đớm lắm nha bà con. Con Hitler đó, Hitler anh con đớm hồi đó đó, bị chó cắn chết. Nó hao hao nha, không con nào ăn hết, chỉ hửi cặp cạp chút xíu thôi bỏ, không chịu ăn nha. Bây giờ là sáng sớm, mỗi buổi sáng sẽ mở cửa vô cho tụi nó ăn. Tôi đang trụng bún ở ngoài trước á, đợi cho bún mềm rồi trộn pate cho tụi nó ăn bình thường. Sáng sớm là thấy tôi mở cửa ra, nguyên đám chạy ra ngóng. Có nhiều người hỏi là chồng của con ngầu là ai. Mọi người muốn biết chồng con ngầu thì hãy nhìn kỹ con Vui. Cái nét mặt con Vui y chang thằng cha của nó luôn. Nói đúng hơn, con Vui này chính là bản sao của thằng cha nó, trừ cái đuôi. Đuôi của cha nó đuôi cục, còn nó đuôi dài. Từ màu lông cho tới khuôn mặt là y chang. Chồng con ngầu như thế nào thì hãy nhìn con Vui nha bà con. Còn đại ca này cái mặt cũng giống con Hitler lắm nha, nhưng mà cái bớt con đại ca nó bự hơn Hitler rất là nhiều. Coi Vui phóng lên võng kìa. Coi cái khinh công bay nhảy của con Vui nó còn thấp quá, chưa thể nào mà phóng lên võng được. Nhưng mà cái võng này đặc biệt lắm nha bà con. Đứa nào mà khinh công dở mà phóng lên không được á, phải đợi con nào phóng được rồi nó mới phóng sau nha. Tại vì con kia nó phóng lên cái võng sẽ thấp hơn chút xíu nữa nó mới phóng lên được nha. Bình thường mấy đứa này leo lên võng nằm hết, mà tại vì đang đợi đồ ăn. Đợi đồ ăn thì mỗi đứa ngồi chỗ, ngồi rất là ngoan luôn, không có cậy cửa, không có thọc tay ra ngoài la ó gì hết trơn. Nó biết là đang nấu đồ ăn cho tụi nó ăn nha. Mỗi một ngày sẽ có một phong cách khác nhau. Có ngày thì vui vẻ nha, ôm hôn nhau nhảy nhót. Có ngày thì ngồi rất là ngoan. Có ngày thì chơi đồ chơi. Nói chung là mỗi ngày một phong cách, không biết được đâu. Hôm nay cái phong cách ngoan nè, nhưng mà chưa biết là nó ngoan tới bao lâu đâu. Không chừng còn đang say ke đó. Đang say ke mới ngồi yên vậy thôi, chứ phong cách mấy đứa này là nó quậy. Nó khoái quậy khoái giỡn nhiều hơn là khoái ngồi yên nha. Tôi nghĩ đang say ke, chưa có tỉnh ngủ đâu. Nè đại ca phóng lên võng đó, thấy chưa, đại ca khinh công rất là giỏi, phóng một cái thôi là ôm cái võng liền. Đại ca như kiểu thôi tao đợi mày nấu đồ ăn lâu quá, thôi để tao ngủ thêm giấc nữa đi. Trong khi con Vui phóng không được, nó thấy đại ca phóng được, có vẻ như nó ra to hay sao đó. Nó lấy cái tay nó chọn đại ca kìa, mà thiệt cái võng càng ngày càng thấp nữa rồi. Đứa nào mà đang nằm ở trên á, đứa ở dưới lấy móng tay nó chọn cũng thốn lắm nha. Cái này gọi là gì bà con? Có phải là ăn không được rồi phá cho hôi không? Mình phóng lên không có được, đại ca của mình phóng lên được, mình tức. Ở dưới mình chọn lên, chọn đít người ta chơi vậy đó. Người ta đang nằm ngủ mà nó cứ chọn như vậy hoài, hỏi sao con người ta ngủ được. Bà con thấy Vui nó phá dễ sợ không? Cái mồi là con Vui muốn phóng lên võng dữ lắm đó, nó chuẩn bị phóng lên nè. Nè, nhờ có đại ca lên mà con Vui mới lên được. Con Miêu lên luôn. Nó làm sao? Miêu lên rất là nhẹ nhàng nha. Con Miêu chỉ cần đu lên thôi, không cần phải phóng. Rồi tới quạo nè. Nè, tất cả là nhờ đại ca. Nhờ đại ca nằm lên, cái võng nó thụng xuống, mấy đứa này mới có cơ hội phóng lên nha bà con. Mà sao tôi thấy lạ ở chỗ này nè, có tới hai cái võng luôn, mà tại sao cả bốn đứa xúm vô một cái? Nó không sợ đứt võng hay sao? Cái võng cam cũng rất là êm mà không nằm, ngộ thiệt luôn. Rồi bốn đứa lên đánh lộn cho bà con coi nè, chặt quá trời chặt rồi. Tụi nó sẽ đuổi nhau xuống nha, đứa này cạp đứa kia,
Con nào chịu không nổi thì nhảy xuống trước. Để coi đứa nào sẽ là đứa gấp xuống đầu tiên nha. Rõ ràng, tội nghiệp đại ca thiệt. Chỉ muốn lên võng nằm ngủ thôi. Ai dè ba đứa nó phóng lên, rồi nó quậy luôn, khỏi ngủ. Sau đây là cuộc đấu tranh xâm chiếm lãnh thổ của bốn con mèo có bốn màu lông khác nhau. Hãy xem màu lông nào sẽ là vua của cái võng này nha. Mà ngộ thiệt, cái võng cam này rất là êm luôn mà không con nào nhảy lên. Chắc là nhảy lên không nổi. Đợi đại ca nhảy lên trước mới nhảy lên sau. Mấy đứa này nó đếm thúi dễ sợ. Có thể nó qua cái võng cam này nó sợ á, lỡ mà có đứt võng là nguyên đám gớp vô cái thùng phân luôn. Còn bên cái võng xanh này mà có lỡ đứt thì cũng không sao nha. Gớp vô thau nước đỡ hơn gớp vô thùng phân. Và một chiến sĩ đầu tiên đã bại trận đó là con quạo. Chà, quạo vẫn không bỏ cuộc nha. Vẫn tìm cách phóng lên. Vậy là không phải quạo bỏ cuộc đâu nha, mà hồi nãy bị đẩy xuống, lỡ chân thôi. Bây giờ phóng lên lại. Rồi để coi đứa nào sẽ rớt xuống đây. Và cuộc chiến tranh giành lãnh thổ này càng ngày càng khốc liệt nha bà con. Con quạ đã bị đẩy lên tuốt ở trên rồi, chuẩn bị té xuống thôi. Con vui này nó quá trời ghê gớm. Nó đánh một lượt văng con quạo vô mèo xuống luôn. Cái con vui này nó đúng là tài năng thì không có, nhưng mà thủ đoạn thì lại có thừa. Và cuối cùng con vui đã bị đại ca đánh gớp xuống võng. Và đại ca của chúng ta đã trở thành người quản lý của cái võng này. Đại ca quá hay, quá tuyệt vời. Kết quả này thì cũng đúng thôi. Đại ca là con mèo đầu tiên nhảy lên cái võng này. Thì cuối cùng phóng xuống võng phải là do nó tự xuống, chứ đâu thể nào đứa nào đuổi nó xuống được. Và đây là nét mặt của những con bại trận. Chà, con mèo nó không phục nha. Nó nhảy lên nó phục thù nha bà con. Lúc này đại ca nhảy lên xua đuổi con mèo quyết liệt. Trong khi đại ca và mèo đánh nhau tranh giành lãnh thổ, còn con vui với con quạo thì đã tự biết thân biết phận của mình, không còn dám phóng lên tranh giành nữa, mà chỉ biết ngồi yên một chỗ y như là hai con mèo ngoan. Tại vì biết cái khả năng của mình không tranh giành lại người khác, do đó biết thân biết phận là rất là tốt. Mặt vui như kiểu ai đánh nhau thì đánh đi, bây giờ tao đã cải tà quy chánh rồi. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao hồi nãy con mèo nó nhảy xuống. Tại vì cái lúc nó trên võng nó bị đau bụng, nó mắc ị, nó nhảy xuống thao cát nó đi ị xong nó lên nó đánh tiếp nha bà con. Chứ không phải con mèo nó bỏ cuộc đâu, nó không có sợ đại ca đâu nha. Khi ra ngoài tắt bếp xong tôi quay vô thì tôi thấy con mèo nó ở trên võng, còn đại ca thì lại nằm ở dưới đất. Chứng tỏ con mèo này nó không hề đơn giản như mình nghĩ. Nhưng mà do con mèo nó vui mừng quá hay sao, gọi nó té luôn. Và cuối cùng, bốn con mèo này không con nào tranh giành được lãnh thổ ở trên võng hết, mà đi xuống dưới đất giành tiếp. Con ngầu nó muốn vô chuồng để cho con nó bú. Và bốn đứa con của nó đang đánh nhau đã sinh tì, ngừng chiến để bú sữa mẹ xong đi rồi đánh tiếp. Giờ nhìn con ngầu càng ngày càng nhỏ so với bầy con của nó. Con của nó mau lớn quá trời. Rồi bây giờ là tôi sẽ ra ngoài trộn bún với pate cho tụi này ăn. Rồi bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.